Nguyên Khôi xin kính chào Thái Ngộ, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hồng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào Thái Ngộ quý vị. Thì quý vị, hôm trước anh Nguyên Khôi có nói về cái chuyện là đảng và nhà nước không làm tròn trách nhiệm, tức là trong cái vấn đề Covid đó, ha. Chuẩn bị thì không có, nó chả làm được tích sự gì. Có một cái thời gian rất là dài, cả hơn một năm trời để chuẩn bị phòng chống. Bây giờ phòng chống lúc, là như vậy chứ. Tới lúc mà người dân khốn khổ vì cái chuyện cách ly, thì các bố lại ngồi đó phân tích xem thử cái mặt hàng nào thiết yếu và không thiết yếu, không phân biệt được. Ví dụ bây giờ một thứ quý vị, một đứa con nít 3 tuổi thôi, khi nó đói đó, nó biết cái nào nó ăn được, nó 3 tuổi thôi nha, nó biết cái nào ăn được, cái nào không ăn được. Tại vì nhiều khi mấy cán bộ nhà nước thì ăn lớn không à, cho nên cái nhỏ này nó không, bánh mì hay là cái ly sữa đâu có phải là thiết yếu không đâu. Để cán bộ nhà nước cũng thua đầu óc, thua đứa con nít 3 tuổi. Không, cái đó lại, xin lỗi anh Hoàng Tuấn, anh nhìn không ra cái vấn đề. Cái vấn đề là như vậy, cán bộ nhà nước là ăn lớn nó quen rồi, ăn bạc tỷ không à. Chứ mà ổ bánh mì với lại cái ly sữa thì nó đâu phải thiết yếu đối với cán bộ nhà nước. Thiết yếu là tỷ này tỷ kia hối lộ, chứ còn mấy nó không thiết yếu. Mấy nó không thiết yếu. Không vậy mà anh nhìn không ra vấn đề. Bởi vì tôi cứ nghĩ thằng nhỏ 3 tuổi thôi, bây giờ nó đói, anh để cho nó ly nước, ly sữa, cái bánh với lại cục đất, anh cục gạch. Thưa quý vị, nó biết cái nào ăn. Khác biệt với anh Hoàng Tuấn, người coi là anh Hoàng Tuấn có con gái, cho nên là anh quan sát con anh và anh biết cái tâm lý của trẻ em như thế nào. Nguyên Khôi thì tại vì không có con cho nên là chỉ có biết suốt ngày đọc báo Vẹm, thì nghĩa là chỉ biết quen với là cán bộ thôi. Chúng tôi chỉ quen với cán bộ nhiều hơn. Ok, rồi. Thì bây giờ xin phép anh cho tôi có cái bài báo đầu tiên, là khi nói về cái trách nhiệm của người cán bộ, người đảng viên đó, thì có một bài báo cảm động vô cùng. Chúng tôi đọc và tôi rất là xúc động. Đó. Báo Dân Trí. Anh để cho tôi chuẩn bị những tinh thần. Không, tôi nói thật, tôi cảm động lắm. Là báo Dân Trí đây nè. Chủ tịch Quốc hội cảm xúc qua hai lần tuyên thệ nhậm chức vẫn tươi mới. Đấy. Cảm giác khi đó rất là khó tả. Xúc động, cảm xúc đó dù trong lần tuyên thệ cách đây 3 tháng hay 2 ngày trước, cảm xúc đều tươi nguyên như vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ. Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí vào ngày 22 tháng 7. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người vừa lần thứ 2 được bầu giữ chức vụ đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước, chủ trì cuộc họp báo. Rồi ông còn nói, thưa quý vị, chưa, lần thứ nhì rồi nha, mà còn chưa, mà vẫn còn thấy mình chưa có làm tròn trách nhiệm. 5 năm nữa mới biết có xứng đáng là người đại biểu nhân dân hay không, tức là còn muốn là còn 5 năm nữa. Đó. Thưa quý vị, đối với cái tâm trạng này, quý vị thấy rằng là đối với những người cộng sản đó thì cái cảm xúc của người ta nó lớn lắm. Như Nguyễn Phú Trọng đó, ông cứ làm bí thư ngoài liên miên, thì cứ mỗi lần như vậy ông cái cảm xúc ông nó dâng tràn. Mỗi lần ông tuyên thệ là cảm xúc ông dâng tràn, nó y hệt như lần đầu tiên đó. Giống như ngày xưa như Phạm Văn Đồng mà làm thủ tướng là cả mấy chục năm. Thì quý vị nó cảm động ghê gớm lắm. Cho nên quý vị thấy không, cái khi mà nhậm chức đó người ta xúc động ghê gớm lắm. Xúc động lúc đó thôi. Còn sau đó thì là đây là vinh dự lớn. Với cả 40% đại biểu tái cử và 60% đại biểu lần đầu được bầu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nói như thế. Thì thưa quý vị, khi giữ một cái chức vụ được xem là có quyền lực, được xem thôi nha. Chứ quý vị cũng biết rồi là mấy ông Quốc hội thì chỉ là bù nhìn gật thôi. Trong cái tiếng Anh nó có cái chữ là puppet government, chính phủ bù nhìn đấy. Và có một câu này ông nói rất là cảm động là cố gắng kiềm chế cảm xúc để thể hiện lời tuyên thệ trước dân đồng bào. Ôi giời, xúc cảm. Tức là khi tuyên thệ đó thì xúc động lắm, rất là xúc động. Còn khi mà dân bị mất đất á, mất nhà đó thì không thấy. Cần gì phải nói chuyện mất đất mất nhà, dân mất mạng vì virus thế này. Không, thì tôi sẽ nói thêm là như thế này. Ví dụ như bây giờ khi thấy nỗi khổ của dân đó thì không thấy ông nào nói là xúc động quá. Trước cái cảnh đó tôi xúc động quá. Hay là ví dụ như cái vụ đau lòng quá, cái vụ Đồng Tâm. Vụ Đồng Tâm ha, mà 3.000 cán bộ đảng viên dân quân rồi là cả công an bộ đội tới để mà tấn công gia đình ông Cụ Kình và bắn chết một đảng viên. Thì trong cái cảnh như thế đó không thấy ông nào bảo là xúc động quá. Một đảng viên 50 mấy tuổi đảng đã từng đi theo đảng mà bây giờ phải bị chết như thế, xúc động không thấy. Mà chỉ xúc động khi nhậm chức thôi. Cái này cũng như vậy, nhậm chức thì quý vị cũng biết rồi, bắt đầu qua ăn rồi đấy. Tính từ ngày hôm nay, đứa nào muốn làm ăn chuyện gì, muốn ký văn bản gì, muốn trải qua cái luật là thông qua cái luật nào để mà kiếm ăn, bộ giao thông muốn thông qua cái luật nào để mà kiếm ăn thì cần phải qua Quốc hội chẳng hạn. Như vậy thì nhớ nhá, chủ tịch là có quyền đầu tiên ấy. Anh nhớ hôm kỳ trước đó là chỉ làm đại biểu Quốc hội thôi mà phải tốn
cả bao triệu, cả triệu đô, cả triệu đô. Thì bao nhiêu hối lộ thì huống gì ông này chủ tịch quốc hội đấy, quyền hết ra lửa mà. Đấy, bù nhìn là bù nhìn, nhưng mà có những khi người ta cũng cần con bù nhìn. Anh thấy gì như là anh phơi lúa ra, phơi lúa phải tháo có bù nhìn để cho nó hơn đổi chim, để đổi chim hay là cánh đồng lúa người ta phải có con bù nhìn. Cho nên là bù nhìn nhưng mà cũng có giá trị, có khi cũng có ăn được đấy, đấy. Rồi mời anh. Ngọc Tuấn đọc cái tin cảm động. Tôi thấy cái tin này thực sự tôi thấy nguy hiểm cho đất nước này này. Rồi tin gì nữa? Báo VN Express đăng bài quân y Việt Mỹ hợp tác phòng chống COVID-19. Ủa là sao? Hai bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Mỹ thống nhất hợp tác quân y để chống dịch trong cuộc hội đàm tại Hà Nội sáng ngày 29 tháng 8. Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, ông Lloyd Austin là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chính thức Việt Nam. Ông này đã đến thăm Việt Nam rồi, và ông thiếu tướng, ông rất là to con, ông người Mỹ và da màu da đen, tay với cái ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phan Nhưng Văn mà Giang. Ông tôi thấy là ông Việt Nam thì ông này cũng đeo khẩu trang luôn ha. Có đeo khẩu trang, hai ông đeo khẩu trang. Là ông Việt Nam đeo mà ông kia không đeo thì không tất cả mọi người đều đeo cả. Cái khi mà tôi đọc cái bản tin này xong á, tôi lo. Lo là sao? Là tại vì nếu mà như vậy thì mình hợp tác với mình mới lần trước mình nói là chống dịch như chống giặc. À. Bây giờ giặc nó đến nhà, mình không chống mà lại bắt tay chống, rồi sao? Mỹ là có phải là giặc không ai? Ngày xưa giặc thôi. À, tức là ngày xưa, giặc ngày xưa thôi. Ngày xưa nó giặc. Ok. Bây giờ rồi. Tôi thắc mắc là tại sao những cái lúc như thế này là cái khối, và là cái khối xã hội chủ nghĩa cần đoàn kết với nhau, phải cần phòng anh đúng rồi. Cả cái lúc mà khó khăn như thế này, lúc bình thường ai vui vẻ thì đâu cần nhau đâu, cái lúc mà khó khăn dịch nó đến nhà, ngoài người xưa giặc đến nhà, bây giờ dịch nó đến nhà, không phải đàn bà phải đánh mà mọi người dân phải đánh nó, thì tại sao Trung Quốc nó có kinh nghiệm như vậy, nó chống dịch, nó chống chức mình chứ. Mà nghe nói là chống rất là thành công, mà là virus của nó nữa, virus của nó, mà vaccine của nó nữa, nó có đầy đủ hết. Tại sao mình không hợp tác với nó? Mà gần hỏi đến, mà sát bên, thay vì phải chở máy bay rồi kia, phải đưa tàu qua, xa xôi quá, phức tạp quá, còn biên giới mình cứ mở bung lên, nhiều khi còn biên giới nó còn đâu, xe mình tải cứ chạy ào ào qua, đưa. Tại về, sao mình không hợp tác phòng chống COVID-19 với Trung Quốc là người bạn anh em, người láng giềng đấy, người. Và cái yếu tố, xin nhắc lại là anh, cái yếu tố là chống dịch như chống giặc. Ngày xưa trong thời kỳ chiến tranh, lúc mà hai bên Nam Bắc đánh nhau đó, thì ngay cả Fidel Castro mà cũng đi từ Cuba sang tới Việt Nam để mình đi tới cổ thành Quảng, tới Quảng Trị. Để đến nỗi sau này tinh thần người dân không? Mà các bố ở Quảng Trị còn muốn dựng cái tượng của Fidel Castro. Năm rồi dựng gì? Năm rồi. Đấy. Rồi, trong khi đó biết bao nhiêu là vũ khí, lương thực, thực phẩm của người anh em Trung Quốc viện trợ cho miền Bắc. Và ngày đó chỉ có cán bộ đó mới được mang đôi dép nhựa trong. Chỉ còn bộ đội là đi đôi dép râu. Và cán bộ mới ăn được cái món mà người dân miền Nam gọi là cám ép. Tại vì nó giống như là cám mà ép lại đó, lương khô, mà đó là cao cấp đó nha. Đấy. Thì đó là thời kỳ chiến tranh. Thế bây giờ không còn chiến tranh nữa. Mà mình với Việt, mình với lại anh em á, là 18 chữ vàng. Đúng rồi. 18 chữ vàng. Nó là sông liền núi. Thì bây giờ đó, mình với anh em phải kết hợp với nhau để chống COVID thì nó hay hơn. Chứ cái thằng Mỹ nó sắm lắc xa lơ. Nó xa quá. Mà nó mang mỗi lần mà nó mang vaccine sang đó thì nó phải mang, nó chở máy bay sang, đúng không? Đúng. Còn bên Trung Quốc mà đưa sang thì chỉ mở biên giới ra chạy cái tót qua thôi, đạp xe đạp cũng qua chở qua được nữa, đúng không? Mà Mỹ này nó hay mang mấy cái tàn dư của chế độ cũ đó, tàn dư. Nhưng mà anh biết cái nỗi khổ như thế này, khi mà vaccine mà đem từ Mỹ sang nó xa quá, khi xuống tới phi trường đó, người ta phải mang về cái chỗ để mà bảo quản chứ. Đúng rồi. Cho nên nhiều khi cán bộ đảng viên mà hay là mấy ông lớn trong Bộ Y tế này kia mà ra mà đón để mà lấy vaccine á, sợ nó hư đi, chích liền tại chỗ luôn. Mà hát mấy ông lớn đó nhiều khi là chích ngay phi trường luôn anh ạ. Anh mà Tuấn Anh đẻo quá, ý anh muốn nói là bao nhiêu vaccine mà ở Mỹ về thì là dành cho cán bộ hết, cao cấp hết, Hà Nội hết. Cái chuyện đương còn nhiên. Ở thành phố ở phía Nam này là có các đồng chí Trung Quốc lo. Cho nên nó một cách khác là quân y Việt Mỹ hợp tác phòng chống COVID-19 tại Hà Nội. Thí dụ như vậy thì nó tại vì anh phải thông cảm là bây giờ người ta phải phân bổ cho nó đều. Ngày xưa ở miền Bắc đã được người anh em Trung Quốc chăm lo rồi, giúp đỡ rồi. Thì bây giờ
mà ở miền Nam á thì Mỹ giúp đỡ, thì bây giờ phải đổi lại. Bây giờ tất cả những cái gì mà Mỹ mà giúp đỡ cho Việt Nam á thì mình dồn hết ra ngoài Bắc, đô la mình cũng dồn ra ngoài kia, con cái của mình cũng đưa sang Mỹ, đúng không? Còn bây giờ, còn cái bây giờ tất cả những cái chuyện gì á mà của Trung Quốc mang sang đó, nhất là ví dụ thuốc men chẳng hạn, bây giờ thì phải chuyển cho người miền Nam. Như thế nên nó mới nhiều khi tôi cũng tiếc một cái thời gian rất là dài, và tiếc cho bao nhiêu cái mạng người đã phải hy sinh để chống Mỹ, bao nhiêu người đã phải nằm xuống, bao nhiêu gia đình đã phải phân ly, rồi đất nước tan hoang cả một cái thời gian rất là dài, cả một thế hệ thanh niên thời đó đã bị nướng vì những cái chữ gọi là chống Mỹ cứu nước. Bây giờ đọc xong cái bài đó xong, anh đọc, tôi đọc những cái lời nhận góp ý của bạn Cúc Phương thì nói là chúc cho quan hệ Việt Mỹ ngày thêm phát triển. Còn một tác giả là HT, không biết tác cái gì, nhưng làm thơ hợp tác hữu nghị hòa bình vươn tầm cao mới, tầm nhìn tiến xa nhiều lắm. Đến cụ Bóp, chúc cho quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ ngày một lớn mạnh và bền vững. Đến Mỹ Lan, cái bắt tay thiệt dễ thương vừa an toàn và thể hiện tình hữu nghị hai nước. Ngô Đức, hy vọng quan hệ Mỹ và Việt Nam nâng tầm cao mới để hai nước cùng tin tưởng, củng cố và phát triển đối tác toàn diện. Thưa quý vị, nếu mà ngày xưa mình cũng nghĩ như vậy, thực sự thằng Mỹ nó không có gì thay đổi đâu. Nó chỉ khác tổng thống thôi, nhưng chính sách chung nó cũng rất là nhiều. Nó cái bản chất của Mỹ nó vẫn là sang đồng quốc tế nè. Chỉ có mình là thay đổi thôi. Mình hồi trước thì mình cái nay thì nó là bạn, mai là thù, mốt là bạn, mốt là thù. Mình cứ thay đổi liên tục. Chứ mình bảo Mỹ nó thay đổi, Mỹ nó không thay đổi. Không thay đổi. Mỹ nó có nhiều đó, nó cứ hồn hoài. Việt Nam mình thay đổi. Dân chủ Cộng hòa, chứ Cộng hòa nó thay đổi. Nhưng mà hai đảng chính. Nhưng mà cái cách điều hành đất nước, chủ trương đường lối nó vẫn vậy. Vẫn vậy thôi. Mình thay đổi thôi, mà nó từ xưa giờ nó không phải nó chuyển biến từ tư bản sang xã hội chủ nghĩa rồi sang cộng sản, mình cũng có, nó vẫn vậy, nó vẫn vậy, chỉ mình thay đổi thôi. Giá mà hồi đó mình đừng có vớ vẩn cái chuyện mà chống Mỹ cứu nước thì giờ này chắc mình không phải là mình vươn lên tầm xa mới, mà mình đã ở trên cái tầm xa đó rồi. Thưa quý vị, khốn nạn là một cái là cái lũ cộng sản Việt Nam đem cái đất nước này tụt hậu cả một nửa thế kỷ, và bao nhiêu mà người đã chết trả lại cho anh. Phải đốt cái dãy Trường Sơn mà đánh rồi. Cho Mỹ quốc nửa thế kỷ sau, nửa thế kỷ sau người dân, cái người dân nói chứ không phải là chúng tôi nói nha. Chúc cho quan hệ Việt Mỹ ngày thêm phát triển, rồi chúc cho quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ ngày một lớn mạnh và bền vững. Cái bắt tay thiệt dễ thương vừa an toàn và thể hiện tình hữu nghị hai nước. Hy vọng quan hệ Mỹ và Việt nâng tầm cao mới để hai nước cùng tin tưởng, củng cố và phát triển đối tác toàn diện. Thưa quý vị, nếu mà nửa thế kỷ về trước mà không có cái lũ cộng sản đó, miệt Mỹ giờ này tiến tới đâu rồi, phải không anh? Đương nhiên rồi. Bây giờ người dân trong nước đó, người ta mới, những người thế hệ trẻ sau này anh, người ta mới thấy được rõ ràng là bây giờ cái ngày 30 tháng 4 người ta gọi là giải phóng miền Nam đó, thì người dân miền Nam thấy rồi, nhất là qua cái Covid này, cháy nhà mới ra mặt chuột, thấy rằng bây giờ tất cả những cái điều, những cái điều kiện để mà chống Covid đó, hay là những về điều kiện cơ sở vật chất xây dựng về để đẩy hết ra miền Bắc, nó vẫn còn cái tư tưởng là kẻ thắng cuộc được quyền ưu tiên hơn là người thua cuộc, chắc chắn. Cho nên là, và qua cái sự việc đó thì những người mà chúng tôi có nói chuyện, số bạn bè, thì cái bọn mà đáng nguyền rủa nhất đó là cái bọn Mặt trận Giải phóng miền Nam, chứ phải dùng cái bọn, nhưng bây giờ thì cái bọn đó nó mất tích rồi, nhưng mà đó là nối giáo cho giặc. Thì bây giờ mất tích đó, rồi. Nên là rước voi về giày mã tổ là cái đám đó đó. Rồi chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình. Xin lỗi quý vị là dạo này chúng tôi dùng chữ nó cũng hơi nặng chút xíu, mà quý vị, chúng tôi không còn cái chữ nào để xứng đáng để mà dùng, xin quý vị thông cảm. Khi trở lại phần 2 thì chúng tôi sẽ có thêm một số các bài báo khác nữa. Nicotine là chất độc thần kinh, có thể làm tăng sự cáu kỉnh của thanh thiếu niên. Ngay cả con cái quý vị cũng có nguy cơ bị tổn hại. Trải nghiệm kỹ thuật hybrid đưa bạn đến một cung bậc mới tại Lexus Golden Opportunity Sales Event. Thuê dài hạn xe 2021 NX 300 Hybrid chỉ 399 đồng một tháng cho 36 tháng. Experience amazing tại đại lý xe Lexus của quý vị. Truyền thống Việt Nam, hương thơm Việt Nam,
vị ngọt Việt Nam, mặn mà Việt Nam. Mừng quá bà con ơi, chúng ta đi mang theo quê hương, nước mắm Liên Thành hương vị trăm năm, ngọt ngào, mặn mà hương thơm, đã có mặt tại nước Mỹ do công ty Hoa Phát đại lý. Hãy đem quê hương hiện diện trong mỗi bữa cơm Việt Nam, hãy đem nước mắm Liên Thành làm quà tặng cho thân bằng quyến thuộc trong dịp lễ Tết. Bà ơi, nước mắm. Nước mắm ơi! Hoa Phát, 18 can. 531-6363. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì trong thời điểm này thì chúng ta nói nhiều về cái chuyện chống Covid. Thì hôm trước chúng tôi có đề cập tới chuyện là các ông không phân biệt được cái nào có thể giúp được cho người dân đỡ đói và giữ gìn được sức khỏe trong thời kỳ bị giãn cách xã hội. Ví dụ như là có thể bún cũng phải là mặt hàng thiết yếu. Hay là bánh mì thì cái chuyện nó đã qua rồi. Sữa, địa phương này thiết yếu, địa phương khác không thiết yếu. Thì nó giống như con gà mắc tóc á, quý vị biết là trong Việt Nam mình có một cái câu thành ngữ là gà mắc tóc, con gà mà nó vướng tóc ra nó đi lạng quạng lắm, nó chả biết đâu nó đi, nó mà nó cũng không có gỡ tóc ra được. Thì chúng tôi nghĩ là Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam giờ y như con gà mắc tóc, mà con gà mắc tóc này nó vừa mắc dịch nữa, con gà mắc dịch nữa. Thì bây giờ Bộ Công Thương hỏa tốc đề xuất Thủ tướng thay hàng hóa thiết yếu bằng hàng hóa cấm lưu thông. Thì chúng tôi cái đọc cái bài báo chúng tôi cũng hơi lộn xộn là sao thay thế hàng hóa thiết yếu bằng hàng hóa cấm lưu thông là sao. Thì đọc hồi chúng tôi mới hiểu như thế này, tức là thay vì đó là đây những mặt hàng ABCD này là hàng hóa thiết yếu, để cho khi mà người ta vận chuyển đi từ nơi này đến các ta xem đó, à cái này là mặt hàng hóa thiết yếu này. Thì bây giờ nó như thế thì nó nhiều quá. Bây giờ để là hàng hóa cấm lưu thông, thì những cái nào không nằm trong danh mục cấm đó thì người ta thì được di chuyển quyền thì... Thì tôi nghĩ cái ý kiến này thì cũng được.
Bởi vì trong cái hàng hóa cấm lưu thông đó, chúng tôi có xem cái mẫu là người ta để trong đó là có vũ khí nè, đạn dược nè, xì ke ma túy nè. Đó. Thì thưa quý vị, cán bộ đảng viên mình giỏi quá, giỏi tới cái mức mà bây giờ không phân biệt được cái loại thực phẩm lương thực nào, cái loại nào có thể giúp cho người dân qua cơn đói. Mà đến nỗi bây giờ phải hỏa tốc đề nghị, phải có một cái đề nghị thủ tướng nha. Thay hàng hóa thiết yếu bằng hàng hóa cấm lưu thông. Có một cái ổ bánh mì mà không giải quyết được, thưa quý vị, hết tuần này. Thưa quý vị, cái này cũng là cái chuyện ổ bánh mì nối dài thôi mà à. Khi mà, thưa anh, khi anh đói đó, khi anh cần đó, thì cái nào cũng thiết yếu cả. Cái nào cũng thiết yếu cả, cái nào mà giúp cho quý vị có thể no được, giữ gìn sức khỏe, đó là thiết yếu. Một cọng rau nó cũng là thiết yếu. Ví dụ như khi bình thường, trong cái ngày bình thường mình no đủ cơm, canh, thịt cá, ê hề, thì nhiều khi một cọng rau, một cái củ khoai, một cái củ khoai mì nó không phải là thiết yếu. Nhưng mà khi mình đói đó thì một cọng rau nó cũng là thiết yếu. Và thực tế là như bây giờ hoàn cảnh như bây giờ bị phong tỏa như thế này đó thì nó là thiết yếu đấy, còn gì nữa. Đấy, mà bây giờ phải Bộ Công Thương hỏa tốc nha, đề xuất thủ tướng thay hàng hóa thiết yếu bằng hàng hóa cấm lưu thông. Tức là thay vì đưa ra cái thông báo đây là hàng hóa thiết yếu thì thông báo đây là hàng hóa cấm lưu thông. Tôi chán anh lắm rồi. Anh thấy thông minh chưa? Tôi thấy rất là thông minh. Thì tôi biết là thông minh nhưng mà tôi chán anh lắm rồi. Tôi chán là trong cái số trước và cái số tuần này anh toàn là nói những cái chuyện mà bôi bác nhà nước không à? Không tôi, có chỉ vui vẻ tôi, không? Tôi không bôi bác nhà nước, tôi chỉ bảo là ngu thôi. Cán bộ mình ngu. Đây là cái chuyện vui. Ít nhất là chuyện vui trong mùa dịch. Và chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Cái chuyện này thì nó xảy ra cũng lâu rồi. Cũng 2 tháng rồi, nhưng mà tình cờ đọc với bà báo là thấy hay quá. Đôi khi chúng ta cần tiếng cười cho nó nhẹ, cho cái này nhẹ và ngay trong mùa dịch này cần một cái tiếng cười. Thì đây là bài báo tôi chọn để làm cái gọi là cái nụ cười cho chương trình đọc báo tuần này. Báo Vietnamnet đăng bài: đến tòa nhận bản án trộm cắp, tiện lẻn vào phòng thư ký cuỗm tiền. Thầy ơi, thầy ơi, đến tòa để mình nhận bản án với cái tội trộm cắp. Trước đây mình bị trộm cắp, bị tòa khi mình đến tòa thì mình đến gặp bản thư ký, thế mình lại là bản thư ký mình hành nghề liền. Thì đằng nào mình cũng nhận cái bản án rồi thì nhân tiện mình làm luôn, thì lỡ thì mình nhận luôn. Lần sau phải tới nữa à? Chiều 28/5, Công an huyện Cái Bè Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Trung, 28 tuổi, ngụ ở xã An Thái Trung để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, thì Trung bị Tòa án Nhân dân huyện Cái Bè tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, nhưng chưa chấp hành bản án. Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Trung đến Tòa án Nhân dân huyện Cái Bè để gặp chị Nguyễn Thị Kim Luông, 28 tuổi, thư ký của tòa để nhận bản án. Tại tòa, Trung lẻn vào phòng làm việc của chị Luông để tìm tài sản trộm cắp. Trung đã lấy trộm 410.000 đồng và 2 tờ USD, tức là tiền Mỹ Kim, mệnh giá 1 đô la và 2 đô la. Như vậy thì có ra viết một cái bản án tiếp nữa không? Thì chắc rồi. Những cái chuyện okay. Như thế tôi không mình đọc mình có một cái nụ cười thế nó nhẹ nhàng cho cuộc đời nữa. Nhưng mà anh này cũng tài, cũng, tài, tính, cũng tài hay tài đó, tiện đó. Tiện. Thì đằng nào tôi tới tòa tôi nhận rồi thì thôi. Mà cũng là cái tội trộm cắp thôi, chứ nếu như mà mình tới mình phạm cái tội khác, tội phá hoại tài sản thì nó khác. Cũng là cái tội trộm cắp thì thôi, đến, nhân thể mình làm tòa, luôn. Đến tòa, nhận bản án. Rồi làm luôn. Những cái chuyện ở Việt Nam mới có thôi, tại vì chắc cái nước khác khó có. Rồi, bây giờ nhân nói về cái chuyện mà cán bộ đảng viên vẫn còn cái tư tưởng quan liêu hết dịch. Mình là có quyền có chức để mà làm khó những người mà vận chuyển lương thực thực phẩm từ nơi này sang nơi khác. Mà bây giờ nó đang lúng ta lúng túng là không biết cái nào thiết yếu, cái nào không thiết yếu ha. Và sữa thì ở chỗ này thiết yếu mà chỗ khác không thiết yếu. Thì bây giờ đó, có cái ông cán bộ này là ngon lành, ông ở Bến Tre nha. Cán bộ thuế Bến Tre thông chốt kiểm soát dịch, có nghĩa là cái chốt kiểm soát động, ông nói là tao mà không đi làm là tụi mày không có lương đó nha. Bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ, cán bộ thuế không chấp hành mà kéo khẩu trang xuống và quát các nhân viên chốt kiểm dịch là mày thấy mặt tao không, rồi lái xe bỏ đi. Liên quan đến vụ việc cán bộ chi cục thuế tỉnh Bến Tre to tiếng ở chốt kiểm dịch, trao đổi với phóng viên Thanh Niên chiều 26 tháng 7, thì ông Dương Văn Phúc, ông là bí thư của huyện ủy đó, huyện Châu Thành Bến Tre, cho biết là xã Thanh Triều đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chánh 2,5 triệu đối với ông TRKNR là dấu tên, 57 tuổi, làm việc chi cục thuế, vì cái chuyện mà ông đi qua chốt kiểm dịch không cho người ta kiểm soát, nghĩa là không chấp hành. Cán bộ đảng viên mà không chấp hành theo chủ trương đường lối của đảng và nhà nước, sao lực lượng chốt kiểm dịch
thấy ông á yêu cầu kiểm tra giấy đi đường của cơ quan hoặc địa phương, ông nói là mày thấy tao mặc đồ vậy, mày có thấy tao mặc đồ như vậy không, mày rồi kiểm tra tao, tao đang đi làm việc mày kiểm tra cái gì. Có nghĩa là khi tao đang đi làm việc thì mày không được quyền kiểm tra, mà tao có Covid hay không là chuyện của tao. Nhưng mà ông này quyết định là không, không chấp hành, mà nói là tao mà không đi làm á là tụi mày không có lương, là mày ra luôn nha. Rồi kéo khẩu trang xuống, mày thấy mặt tao không, rồi đi luôn. Tới lúc mà chiều về đó thì ổng cũng chặn, bị chặn một lần nữa. Ông nói là tụi bay làm gì mà chặn tao, chặn tao hoài vậy tụi bay, mày nhìn bộ đồ không biết tao đi làm gì hả? Tao mà không đi làm tụi mày không có lương, ở đó mà xạo với tao hả? Rồi lái xe bỏ đi luôn. Thì quý vị, trong khi đó ông tổng bí thư kêu gọi là cả nước chung sức chung lòng để mà phòng chống dịch bệnh. Người dân ra đường bị phạt, không đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang, hay là như cái vụ ổ bánh mì nó lộn xộn, rồi cái người mà đi ra rút tiền máy ATM để mua đồ cũng bị phạt. Thế đó ông cán bộ thuế mà ông đi ngang chỗ kiểm dịch, người ta hỏi ông tao mày nữa, mày biết tao à? Tao không đi được, tụi mày không có lương. Thưa quý vị, đấy cái phong cách đạo đức cách mạng của cán bộ, đặc biệt trong thời kỳ khó khăn, để thấy rằng là đã chấp hành rất là nghiêm chỉnh chỉ thị 16 của Đảng và Nhà nước, là mày không thấy tao hả? Mày không biết bố mày là ai hả? Rồi báo Việt Nam Net, thanh lại trộm cắp nữa. Ủa? Thanh niên đột nhập phòng VIP bệnh viện trộm tiền trả nợ thua cá độ. Thế à, cái vụ đá banh á, cá độ gì chắc đá banh. Cá đá banh thôi chứ còn gì. Việt Nam thì cái đá banh. Mà. Thế có lẽ là mình phải nói với chính phủ mình, nói với ông thủ tướng mới kiện bên lên tòa án của lên đâu. Cái tổ lên đâu nó tổ chức đá banh như vậy. Bậy quá. Thì là bậy quá. Bao nhiêu gia đình Việt Nam tan hoang vì cái tên là nó đá bóng ở trên kia, mình đá nhau ở dưới này. Anh tan hoang không? Cái nhà đấy mình phải kiện chứ. Lương Tấn Thành 29 tuổi do thua cá độ bóng đá nên đột nhập vào phòng VIP trong bệnh viện An Giang để trộm tiền trả nợ. Thì mặt mũi trông cũng sáng sủa, nó không biết làm sao mà tại sao này. Hiểu sáng sáng chứ, cá độ chứ. Thì cho nên Việt Nam giờ có cái môn nhảy cầu đó, nhưng mà cái này là thì đó từ cái môn đá banh mà Việt Nam mà có thêm một cái môn nhảy cầu nữa. Thì quý vị, cái đây cũng đang buồn, cái vấn đề cờ bạc thì đâu nó cũng có ha. Nhưng mà con cái Việt Nam mình ấy, cái tệ nạn mà cá độ đá banh anh, bây giờ có nhiều người bị là xã hội đen á, nó cho vay y như trong phim vậy đó, rồi lấy lại nó nặng lãi. Và đặc biệt anh mà có sổ đỏ có nhà nha, nó còn cho vay nhiều nữa. Nhưng mà khi cho vay rồi đó mà không trả đó là coi chừng nó tới nhà nó chém á, mà nó có thể nó làm đủ mọi cách. Thì quý vị, chúng tôi nhớ là hồi năm 75 khi mà gọi là giải phóng miền Nam đó, thì các ông mà hoan hô cách mạng vào để giải phóng á, thì cứ bảo rằng là ồ nhà nước cập ghi cho cách mạng về là bảo đảm xã hội trong sạch, không trộm cắp, không đĩ điếm, không xì ke ma túy, không tham nhũng hối lộ, cái gì cũng sạch hết. Các ổng là không có để cho cái chuyện nó xảy ra. Ủa mà tại sao 45 năm rồi mà sao cũng còn cá độ, rồi là còn nó còn nhiều hơn xưa, xã hội đen ngày xưa cá độ vớ vào vẫn thầm mới vào thì cũng có đảng và nhà nước thì chỉ có xã hội đỏ thôi chứ hả? Tại sao thằng xã hội đen nó dám cạnh tranh với xã hội đỏ? Mình xã hội đỏ mình phải giúp xã hội đen đi chứ. Rồi bây giờ có cái bài báo này nè, ở Việt Nam thì nhiều thứ giả ha, bằng giả, rồi là tiến sĩ giả, rồi giáo sư giả, thuốc giả vân vân, bây giờ sách giáo khoa giả nữa nè. Sách giáo khoa giả bắt 3 cán bộ Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, ngay Hà Nội đấy nha, liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt giam một đội trưởng quản lý thị trường của thành phố Hà Nội cùng 2 đồng phạm. Đấy. Những người khởi tố là Lê Việt Phương, nguyên phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 17, nay là đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, ngay tại thủ đô, ngay tại cái nôi mà ở thủ đô thì nó có Lăng Bác nữa nè, có Lăng Bác đúng không? Thì ở khắp nơi mà muốn về thăm Lăng Bác phải đi ra thủ đô Hà Nội chứ. Thì đúng rồi. Mà mình cán bộ đảng viên đã được thấm nhuần lời dạy của Bác, mà một có nhiều khi mỗi ngày đi làm đi ngang Lăng Bác nữa. Mà thế thì sách giáo khoa là mình in giả là làm sao? Không hiểu, tôi không hiểu được.
Ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm về 184 tỷ đồng thất thoát. Thưa quý vị, ông này một thời hét ra lửa đây. Bây giờ thì ông phải chịu trách nhiệm, tất nhiên rồi. Hét ra lửa cho nên cái thời đó ông coi như hung thần vậy đó. Tất cả tiền bạc này kia là ông nắm hết. Nhưng bí thư hồi đó phải qua ông để mà kiếm ăn. Thôi thì chúng tôi cũng không còn giờ nữa. Thì chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.